chào quý vị, hôm nay thứ sáu ngày 6 tháng 5 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hưởng ứng tháng nhân đạo 2022, công ty DCI Việt Nam đã hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh 2 tỷ đồng để xây dựng 20 căn nhà chữ thập đỏ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng và hỗ trợ xây dựng 5 điểm trường tại các tỉnh Tây Nguyên, mỗi điểm trường là 200 triệu đồng. Công ty cổ phần DCI Việt Nam đó là công ty chuyên về giáo dục. Với triết lý trao đi điều bạn muốn, chúng tôi đã làm từ thiện từ 2016 và thực ra chúng tôi đã đồng hành cùng với Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày đó, 6 năm rồi, để lan tỏa yêu thương đến các đồng bào đến khắp đất nước. Trong suốt hành trình 6 năm lan tỏa sự tích cực, từ năm 2016 đến nay, DCI Việt Nam đã xây dựng được hơn 630 căn nhà tình thương, 17 cây cầu dân sinh và 14 điểm trường rộn khắp các tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Trồng hàng ngàn cây xanh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, tích cực ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Với những nỗ lực trong hoạt động thiện nguyện, DCI Việt Nam được ghi nhận là một trong những đơn vị đi đầu trong việc lan tỏa lối sống đẹp đến với mọi người.